Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 99. Đức Giê-hô-va cai trị, các dân hãy run sợ. Ngài ngự trên các cherubim, trái đất khá rúng động. Tại Si-ôn Đức Giê-hô-va lớn thay, Ngài cao hơn hết thảy các dân. Nguyện chúng ngợi khen danh rất lớn đáng sợ của Chúa, Ngài là thánh. Vua có quyền năng cũng yêu mến sự công bình. Ngài lập vững bền sự ngay thẳng, thi hành sự đoán xét và sự công bình trong Gia-cốp. Hãy tôn cao Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi và thờ lại trước bệ chân Ngài. Ngài là thánh. Trong vòng các thầy tế lễ Ngài có Môi-se và A-rôn. Trong vòng các người cầu khẩn danh Ngài có Sa-mô-ên. Họ đã kêu cầu Đức Giê-hô-va và Ngài đáp lại cho. Ngài ở trong trụ mây phán với họ. Họ giữ các chứng cớ Ngài và luật lệ mà Ngài ban cho. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, Chúa đã đáp lời cho họ. Chúa là Đức Chúa Trời đã tha thứ cho họ, dẫu Chúa báo trả công việc của họ. Hãy tôn cao Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi và thờ lại trên núi thánh Ngài. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là thánh. Chương 16. Về việc góp tiền cho thánh đồ, thì anh em cũng hãy theo như tôi đã định liệu cho các hội thánh xứ Galati. Cứ ngày đầu tuần lễ, mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình, chắc lót được bao nhiêu thì để dành tại nhà mình, hầu cho khỏi đợi khi tôi đến rồi mới góp. Khi tôi đến, tôi sẽ sai những kẻ mà anh em đã chọn cầm thơ tôi đi, đặng đem tiền bố thí của anh em đến thành Jerusalem. Ví bằng việc đáng chính mình tôi phải đi, thì những kẻ ấy sẽ đi với tôi. Vậy tôi sẽ đến cùng anh em sau khi ghé qua xứ Macedon, vì tôi phải ghé qua xứ Macedon. Có lẽ tôi trú lại nơi anh em, hoặc cũng ở trọn mùa đông tại đó nữa, để anh em đưa tôi đến nơi tôi muốn đi. Lần này tôi chẳng muốn chỉ gặp anh em trong khi ghé qua mà thôi. Nếu Chúa cho phép thì tôi rất mong ở cùng anh em ít lâu. Nhưng tôi sẽ ở lại thành Ê-phê-sô cho đến lễ ngũ tuần, vì tại đó có một cái cửa lớn mở toang ra cho công việc tôi, lại có nhiều kẻ đối địch. Nếu Ti-mô-thê đến thăm anh em, hãy giữ cho người khỏi sợ sệt gì trong anh em, vì người cũng làm việc cho Chúa như chính mình tôi vậy. Nên chớ có ai khinh người. Hãy đưa người đi về bình an, hầu cho người đến cùng tôi, vì tôi đương đợi người đồng đến với anh em. Còn như anh em chúng ta là Apollo, tôi thường cố khuyên người đi với anh em đây mà đến cùng các anh em. Nhưng hiện nay người chắc chưa hứng đi, người sẽ đi trong khi có dịp tiện. Anh em hãy tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin, hãy dốc chí trượng phu và mạnh mẽ. Mọi điều anh em làm, hãy lấy lòng yêu thương mà làm. Hỏi anh em, còn một lời dặn nữa. Anh em biết rằng nhà Sê-pha-na là trái đầu mùa của xứ A-chai, và biết rằng nhà ấy hết lòng hầu việc các thánh đồ. Vậy hãy kính phục những người thể ấy, và kính phục cả mọi người cùng làm việc, cùng khó nhọc với chúng ta. Sê-pha-na, Phô-tu-na và A-chai-cơ đến đây, tôi lấy làm vui mừng lắm. Các người ấy đã bù lại sự anh em thiếu thốn, vì các người ấy đã làm cho yên lặng tâm thần của tôi và của anh em. Hãy biết quý trọng những người dường ấy. Các hội thánh ở xứ A-si chào thăm anh em. Aquila và Berisin gửi lời chào anh em trong Chúa. Hội thánh hiệp trong nhà hai người ấy cũng vậy. Hết thảy anh em đây chào thăm các anh em. Hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau. Tôi là Phao-lô, chính tay tôi viết chào thăm anh em. Bằng có ai không kính mến Chúa thì phải bị anathem, Maranatha. Nguyện xin ơn của Đức Chúa Giêsu Christ ở với anh em. Lòng yêu thương của tôi ở với hết thảy anh em
trong Đức Chúa Jesus Christ. Chương 17. Dân Philippines nhóm hiệp các đạo binh mình đặng làm giặc. Chúng hiệp tại Soko thuộc về xứ Juda và đóng trại tại Ephedamim giữa Soko và Aseka. Saul và người Israel cũng nhóm hiệp đóng trại tại trũng Ela và dàn trận cùng dân Philippines. Dân Philippines đứng trên núi phía này, còn Israel đứng trên núi phía kia. Trũng phân cách họ. Bây giờ có một người lực sĩ từ trại quân Philippines mà ra, tên là Goliath, quê ở Gát, bề cao người 6 thước 1 gang. Người đội mão đồng trên đầu, mặc áo giáp đồng vảy cá nặng 5,000 siết lơ và những ủng đồng. Sau lưng treo một cây lao đồng. Cán của cây lao hắn như cây trục của thợ dệt cưỡi, và mũi của cây lao này nặng 600 siết lơ. Kẻ vác binh khí hắn đi trước hắn. Vậy hắn ra đứng kêu la cùng đội ngũ Israel rằng: cớ sao các ngươi ra bày trận? Ta há chẳng phải là người Philippines, còn các ngươi là tôi tớ của Saul sao? Hãy chọn một người trong các ngươi xuống đấu địch cùng ta. Nếu khi đấu địch cùng ta hắn trỗi hơn và giết ta, thì chúng ta sẽ làm tôi các ngươi. Nhưng nếu ta trỗi hơn hắn và ta giết hắn, thì các ngươi sẽ làm tôi chúng ta và hầu việc chúng ta. Người Philippines lại còn nói rằng: phải, ngày nay ta thách lời này cho đội ngũ Israel. Hãy khiến một người ra, đặng chúng ta đấu địch cùng nhau. Saul và cả Israel nghe những lời của người Philippines thì lấy làm hoảng hồn, sợ hãi lắm. Và David là con trai của Isai, người Ephrat kia, quê ở Bethlehem trong xứ Juda. Người có 8 con trai. Trong đời Saul, Isai đã cao tuổi rồi. 3 con trai cả của Isai đã theo Saul nơi chiến trận. Tên 3 con trai ấy là: con cả Eliab, con thứ nhì Abinadab và con thứ ba Shama. David là con út. Khi 3 anh người đã theo Saul, thì David lìa nơi Saul trở về Bethlehem đặng chăn chiên của cha mình. Người Philippines đi ra buổi mai và buổi chiều, tỏ mình ra như vậy trong 40 ngày. Và Isai nói cùng David con trai mình mà rằng: con hãy lấy 1 epha hột rang và 10 ổ bánh này, chạy mau đến trại quân đặng đem đưa cho các anh con. Con cũng hãy đem 10 bánh sữa này cho quan tướng cai ngàn quân, thử xem các anh con có mạnh chăng, và con phải đem về cho cha một dấu chi làm chứng về phần chúng nó. Các anh con ở cùng Saul và hết thảy người Israel tại trong trũng Ela để đánh giặc cùng dân Philippines. Ngày mai sáng sớm, David để chiên cho một người chăn, lấy đồ vật mà đi như Isai đã dặn người. Khi người đã đến đồn, thì đạo binh đi ra đặng dàn trận và reo tiếng chiến tranh. Israel và dân Philippines dàn trận, 2 đạo quân đối nhau. David cất gánh nặng mình, giao cho người giữ đồ vật, đoạn chạy đến chỗ dàn trận, tới hỏi thăm 3 anh mình mạnh giỏi chăng. Người đang nói chuyện cùng chúng, kìa, người lực sĩ Goliath, tức là người Philippines ở Gát, từ hàng ngũ Philippines sớm tới, và David nghe hắn nói như những lời ngày trước. Hết thảy người Israel thấy người này đều chạy trốn và run sợ lắm. Mọi người Israel nói: các ngươi có thấy người đó sớm tới chăng? Hắn đến đặng sỉ nhục Israel. Nếu ai giết được hắn, thì vua sẽ ban thưởng nhiều của cải, gả con gái mình cho người đó và miễn sâu thuế cho nhà cha người ấy trong Israel. David hỏi những người ở gần mình rằng: người ta sẽ đãi thế nào cho kẻ giết được người Philippines này và cất sự sỉ nhục khỏi Israel? Vì người Philippines này, kẻ chẳng chịu phép cắt bì này là ai mà lại dám sỉ nhục đạo binh của Đức Chúa Trời hằng sống? Người ta lấy lời thường nói ấy mà đáp cùng người rằng: ai giết được hắn thì phần thưởng sẽ là như vậy.
Nhưng Eliab anh cả người nghe David nói như vậy nổi giận người mà nói rằng: cớ sao mày đến đây, mày bỏ ít con chiên của chúng ta trong đồng vắng cho ai? Tao biết tánh kiêu ngạo và sự độc ác của lòng mày, ấy đặng xem tranh chiến nên mày mới đến. David đáp rằng: vậy tôi có làm chi đâu, ấy chỉ là một câu hỏi thôi. Người gian xa anh mình lập hỏi những người khác cũng một câu ấy, thì người ta đáp như lần thứ nhất. Có người nghe các lời David nói bèn thuật lại cho Saul hay. Saul đòi người đến. David thưa với Saul rằng: xin chớ ai ngã lòng vì cớ người Philistin kia, kẻ tôi tớ vua sẽ đi đấu địch cùng hắn. Saul đáp cùng David rằng: ngươi chẳng thế đi đấu địch cùng người Philistin kia, vì ngươi chỉ là một đứa con trẻ, còn hắn là một tay chiến sĩ từ thuở còn thơ. David tâu cùng Saul rằng: khi tôi tớ vua chăn chiên của cha mình, hễ có sư tử hay là con gấu đến tha một con chiên của bầy, thì tôi đuổi theo, đánh nó, rứt con chiên khỏi miệng nó. Hễ nó cất lên cự tôi nắm râu nó, đánh và giết nó đi. Tôi tớ vua đã đánh chết con sư tử và con gấu, vậy thì người Philistin không chịu phép các bì kia cũng sẽ đồng số phận với chúng nó, vì hắn đã sỉ nhục các đạo binh của Đức Chúa Trời hằng sống. David lại nói: Đức Giê-hô-va đã giải cứu tôi khỏi vấu sư tử và khỏi cẳng gấu, ắt sẽ giải cứu tôi khỏi tay người Philistin kia. Saul đáp rằng: hãy đi, nguyện Đức Giê-hô-va ở cùng ngươi. Saul lấy áo chiến mình mặc cho David, đội cái mão đồng lên đầu người và mặc áo giáp cho người. David đeo gươm của Saul ở trên áo chiến và tập đi thử vì không có thói quen. Nhưng người nói cùng Saul rằng: tôi không thể mang khí giới này mà đi được vì tôi không có thói quen. David bèn cởi áo ấy ra, cầm một cây gậy, lửa dưới khe 5 cục đá bóng láng để trong cái túi chăn chiên mình vẫn có, và cái trành ném đá ở nơi tay, rồi xơm tới người Philistin. Người Philistin cũng xơm tới đến gần David, có kẻ vác binh khí đi trước. Người Philistin xem David, thấy người còn trẻ, nước da hồng hồng, mặt đẹp đẽ thì khinh người. Người Philistin nói cùng David rằng: ta há là một con chó nên ngươi cầm gậy đến cùng ta? Người Philistin bắt danh các thần mình mà rủa xả David và tiếp rằng: hãy lại đây, ta sẽ ban thịt ngươi cho chim trời và thú đồng. David đáp cùng người Philistin rằng: ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến cùng ta. Còn ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn binh mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo binh Israel mà ngươi đã sỉ nhục. Ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ phó ngươi vào tay ta, ta sẽ giết ngươi, cắt đầu ngươi, và ngày nay ban thây của đạo binh Philistin cho chim trời và thú vật của đất. Khắp thế gian sẽ biết rằng Israel có một Đức Chúa Trời, và quân lính này sẽ thấy rằng Đức Giê-hô-va không giải cứu bằng gươm hoặc bằng giáo, vì Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến trận, và Ngài sẽ phó các ngươi vào tay chúng ta. Sải khi người Philistin đứng dậy xơm tới đón David, David vội vàng chạy về hướng hàng trận quân nghịch đặng đón người Philistin. David thò tay vào túi mình, lấy một cục đá ném nó bằng trành, trúng nơi trán người Philistin. Cục đá lọt thấu trong trán, Goliath té úp mặt xuống đất. Như vậy David thắng được người Philistin bằng cái trành ném đá và cục đá, đánh chết hắn mà không có gươm nơi tay. Đoạn David chạy lại, xông vào mình người Philistin, lấy gươm của hắn và rút ra khỏi vỏ, giết hắn và cắt đầu đi. Dân Philistin thấy kẻ lực sĩ mình đã chết thì chạy trốn. Bây giờ người Israel và Judah dấy lên hò hét, đuổi theo dân Philistin cho đến cửa thành Gác và Ekron. Người Philistin bị thương ngã chết đầy đường Saragim cho đến Gác và Ekron.
dân Israel sau khi đã rượt đuổi dân Philistine rồi thì trở về cướp phá trại quân chúng nó. David lấy thủ cấp của người Philistine đem đến Jerusalem, nhưng để binh khí Goliath tại trong trại mình. Saul thấy David ra đón đánh người Philistine thì có hỏi quan tổng binh Abner rằng: "Hỡi Abner, người trai trẻ đó là con trai của ai?" Abner thưa rằng: "Ôi vua, tôi xin chỉ linh hồn vua mà thề, tôi chẳng biết." Vua nói cùng người rằng: "Hãy hỏi thăm gã trai trẻ ấy là con của ai." Khi David đã giết người Philistine trở về, thì Abner rước người dẫn đến trước mặt Saul. David đang xách thủ cấp của người Philistine nơi tay. Saul nói cùng người rằng: "Hỡi gã trai trẻ, ngươi là con ai?" David thưa rằng: "Tôi là con Isai, tôi tớ của vua ở tại Bethlehem." Chương 18. David vừa tâu xong cùng Saul thì lòng của Jonathan khế hiệp cùng David, đến đổi Jonathan yêu mến David như mạng sống mình. Từ ngày đó, Saul rước David về đền mình, không cho trở về nhà cha người nữa. Jonathan khế hiệp cùng David bởi vì yêu mến người như mạng sống mình. Người cởi áo mình mặc mà trao cho David luôn với áo sống khác, cho đến gươm, cung và đai của mình nữa. David đi đánh giặc nhiều. Bất luận nơi nào Saul sai người đi thì đều được việc, nên Saul đặt người làm đầu chiến sĩ, người đẹp ý bá tánh và những tôi tớ của Saul. Khi David đã giết được người Philistine trở về cùng đạo binh, thì những người nữ của các thành Israel đi ra đón Saul, hát múa, đánh trống cơm, gõ nhịp và reo tiếng vui mừng. Những người múa đối đáp nhau rằng: "Saul giết hàng ngàn, còn David giết hàng vạn." Saul lấy làm giận lắm và các lời này không đẹp lòng người. Người nói: "Người ta cho David hàng vạn, còn ta hàng ngàn, chỉ còn thiếu cho nó ngôi nước mà thôi." Kể từ ngày ấy, Saul thường ngó David cách giận. Ngày mai, ác thần bởi Đức Chúa Trời khiến nhập vào Saul, người có cơn sốt hoảng trong đền mình, thì David gãy đàn như những ngày khác. Saul cầm một cây giáo nơi tay, bèn phóng David mà rằng: "Ta sẽ đóng đinh nó nơi vách." Nhưng David tránh hai lần khỏi mũi giáo. Saul sợ David vì Đức Giê-hô-va ở cùng David và đã lìa khỏi mình. Saul khiến David cách xa mình, lập người làm trưởng ngàn người. David ra trận trở về thì đứng đầu đạo binh. Trong các công việc, người đều được may mắn và Đức Giê-hô-va ở cùng người. Saul thấy người được may mắn dường ấy thì lấy làm sợ người. Nhưng cả Israel và Juda đều yêu mến David bởi vì người ra trận trở về đứng đầu chúng. Saul nói cùng David rằng: "Này Merab, con gái cả ta, ta sẽ gả nó cho ngươi làm vợ. Chỉ phải giúp ta cách mạnh bạo và đánh giặc cho Đức Giê-hô-va." Và Saul nói thầm rằng: "Tay ta chớ nên hành hại hắn, nhưng thà tay của dân Philistine còn hơn." David thưa rằng: "Tôi là ai? Thân phận tôi là gì? Họ hàng cha tôi nơi Israel ra chi mà tôi trở nên phò mã của vua?" Và khi đến kỳ Merab, con gái của Saul phải gả cho David, thì lại gả cho Adriel, người Mehola. Nhưng Mikan, con gái của Saul, yêu mến David. Khi Saul hay điều đó thì lấy làm đẹp lòng. Người nói thầm rằng: "Ta sẽ biểu hắn cưới nàng, hầu cho nàng làm cái bẫy cho hắn và hắn sa vào tay của dân Philistine." Vậy Saul nói lần thứ nhì cùng David rằng: "Ngươi sẽ làm phò mã ta." Đoạn Saul truyền lệnh cho các tôi tớ mình rằng: "Hãy nói kín cùng David rằng: Ngươi thấy vua lấy làm đẹp lòng ngươi và hết thảy tôi tớ vua đều yêu mến ngươi. Vậy hãy làm phò mã của vua." Các tôi tớ của Saul nói lại các lời ấy cùng David. David đáp rằng: "Làm phò mã của vua há là việc nhỏ mọn trước mặt các ngươi sao?
tôi vốn một người nghèo nàn và hèn tiện. Các tôi tớ của Sa-lơ thuật lại cho vua câu trả lời của David. Sa-lơ nói cùng chúng rằng: các ngươi hãy nói cùng David như vậy: vua chẳng đòi sính lễ gì khác, chỉ đòi 100 dương bì của người Philistin đặng trả thù kẻ cừu địch mình. Vả, cái mưu của Sa-lơ là khiến cho David sa vào tay dân Philistin. Các tôi tớ kể lại những lời này cho David nghe, thì David chiều theo sự buộc ấy mà làm phò mã của vua. Trước kỳ định, David trỗi dậy cùng quân thủ hạ mình đi đánh giết 200 người Philistin. Người đem dương bì của chúng nó về và nộp cho vua đủ số đặng trở làm phò mã người. Vậy Sa-lơ gả Mi-canh con gái mình cho người làm vợ. Sa-lơ nhìn biết Đức Giê-hô-va ở cùng David. Mi-canh, con gái của Sa-lơ, yêu mến David. Nhưng Sa-lơ càng sợ David hơn nữa và trọn đời mình làm kẻ thù nghịch người. Mỗi lần các quan trưởng dân Philistin ra trận thì David may mắn hơn các tôi tớ của Sa-lơ. Vì vậy, danh người trở nên tôn trọng lắm. Chương 19. Sa-lơ bàn tính cùng Jonathan, con trai mình, và các tôi tớ để giết David. Nhưng Jonathan, con trai của Sa-lơ, rất thương yêu David, cho người hay và nói rằng: Sa-lơ cha tôi tìm giết anh. Vậy sáng ngày mai hãy cẩn thận ở nơi khuất kín và ẩn mình đi. Tôi sẽ đi ra đứng gần bên cha tôi nơi ruộng mà anh sẽ ẩn và nói về anh cùng cha tôi, thử xem người nói thế nào, rồi sẽ cho anh biết. Vậy Jonathan nói binh David cùng Sa-lơ cha mình mà rằng: xin vua chớ phạm tội cùng David tôi tớ vua, vì người không có phạm tội cùng vua mà lại có giúp công việc lớn lao cho vua nữa. Người đã liều mạng mình mà giết người Philistin kia, nên Đức Giê-hô-va vì cớ người có làm sự giải cứu lớn cho cả Israel. Vua có thấy và mừng rỡ điều đó, nhưng sao lại toan phạm tội cùng huyết vô tội mà giết David vô lý? Sa-lơ lắng tai nghe lời Jonathan nói, bèn thề rằng: ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, David sẽ chẳng chết. Bây giờ Jonathan gọi David thuật các lời ấy cho người, đoạn dẫn David đến gần Sa-lơ, và David hầu việc Sa-lơ như trước. Sự tranh chiến cứ liên tiếp luôn luôn. David đi ra đánh dân Philistin, làm cho chúng nó bị thua chạy trốn. Nhưng ác thần bởi Đức Giê-hô-va khiến nhập vào Sa-lơ lúc người ngồi trong điện, cầm cây giáo nơi tay, còn David gảy đàn. Sa-lơ muốn lấy giáo đâm David dính vào vách, nhưng David tránh khỏi. Giáo của Sa-lơ găm trong vách. David trốn và được thoát khỏi buổi tối đó. Sa-lơ sai người đi đến nhà David đặng canh giữ người để sáng ngày giết người đi. Song Mi-canh vợ David cho người hay và nói rằng: nếu đêm nay chàng không trốn khỏi thì sáng mai chàng sẽ bị giết. Mi-canh thòng David xuống nơi cửa sổ, người trốn và thoát khỏi. Kế ấy, Mi-canh lấy tượng Theraphim mà để lên giường, dùng tấm nệm bằng lông dê bọc đầu nó, rồi bao phủ cái mình nó bằng một cái áo tơi. Khi Sa-lơ sai người đến bắt David thì nàng nói rằng: chàng đau. Sa-lơ lại sai người đến thăm David mà truyền chúng rằng: hãy đem hắn ở trên giường đến cùng ta, hầu cho ta giết hắn đi. Vậy những kẻ sai đi đến đó thấy tượng Theraphim ở trên giường, có một tấm nệm bằng lông dê ở nơi đầu nó. Sa-lơ nói với Mi-canh rằng: sao ngươi gạt ta như vậy, làm cho kẻ thù nghịch ta trốn khỏi đi? Mi-canh thưa cùng Sa-lơ rằng: người có bảo tôi, hãy để cho ta đi, bằng không ta sẽ giết mày. Vậy David trốn và thoát khỏi, đi đến nhà Samuel tại Rama, rồi thuật cho người mọi điều Sa-lơ đã làm cho mình. Đoạn người và Samuel đi ở tại Na-dốt. Có người thuật lại điều đó cho Sa-lơ mà rằng: kìa, David ở tại Na-dốt trong Rama.
Saul sai người đi bắt David. Nhưng khi chúng thấy một đám tiên tri đang nói tiên tri và Samuel đứng đầu những người ấy, thì thần của Đức Chúa Trời cảm động họ, họ cũng khởi nói tiên tri. Người ta cho Saul hay, người bèn sai những người khác, họ cũng nói tiên tri như các kẻ khác. Saul lại sai người đi lần thứ ba, đến phiên họ cũng nói tiên tri. Bây giờ Saul thân hành đến Rama, tới nơi giếng chứa nước lớn của Sê-cu, người hỏi rằng Samuel và David ở đâu. Người ta thưa rằng hai người ở Na-dốt trong Rama. Vậy người đi đến Na-dốt trong Rama, thần của Đức Chúa Trời cảm động đến phiên người, người cứ đi dọc đường nói tiên tri cho đến khi tới Na-dốt trong Rama. Người cũng lột áo mình, nói tiên tri trước mặt Samuel, rồi ở trần như vậy, nằm dưới đất trọn ngày và đêm đó. Bởi cớ ấy, có câu tục ngữ rằng, Saul há cũng vào hàng các tiên tri sao? Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn, hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.